Chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin cập nhật giá vàng và giá ngoại tệ mới nhất ngày 24 tháng 4 năm 2020. Tinoc TV kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng ngày hôm nay 24 tháng 4 trên thị trường thế giới tiếp tục leo lên đỉnh 8 năm trong bối cảnh các thị trường ổn định trở lại. Giá dầu phục hồi sau cú sốc lịch sử và chứng khoán châu Á phần lớn đi lên. Đêm ngày 23 tháng 4 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.726 USD trên một ounce. Giá vàng giao tháng 6 năm 2020 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.749 USD trên ounce. Giá vàng hôm nay cao hơn 34,5%, tương đương là 443 USD trên một ounce so với đầu năm 2019. Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,8 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 600.000 đồng so với giá vàng trong nước. Giá vàng thế giới tiếp tục leo lên đỉnh 8 năm trong bối cảnh các thị trường tài chính ổn định trở lại. Giá dầu cũng phục hồi sau cú sốc lịch sử và chứng khoán châu Á phần lớn đang đi lên. Giá dầu giao tháng 6 tăng trở lại và lên ngưỡng 16 USD trên thùng. Trước đó, giá dầu giao tháng 5 rớt kỷ lục xuống âm 40 USD trên thùng. Các thị trường chứng khoán biến động trái chiều, nhưng phần lớn theo hướng đi lên. Thưa các bạn, trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 23 tháng 4, đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 4 số 9 từ 250 đến 350.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Vàng SJC Hồ Chí Minh mua vào 47.800.000 đồng, bán ra 48,45 triệu đồng một lượng. Vàng SJC Hà Nội mua vào ở mức 47.800.000 đồng, bán ra 48.470.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exibank mua vào là 47.900.000 đồng, bán ra là 48.400.000 đồng một lượng. Ngân hàng Sacombank mua vào là 47.900.000 đồng, bán ra là 48.500.000 đồng một lượng. Ngân hàng SCB mua vào là 47.600.000 đồng, bán ra là 48.200.000 đồng một lượng. Ngân hàng Vietinbank Gold mua vào là 47.250.000, bán ra là 48.120.000 đồng một lượng. Ngân hàng Maritimebank mua vào là 47.100.000 đồng, bán ra là 48.500.000 đồng một lượng. Ngân hàng TPBank Gold mua vào là 42 triệu đồng một lượng, bán ra là 52.150.000 đồng một lượng. Ngân hàng SHB mua vào là 41.300.000 đồng, bán ra là 41.820.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng SJC mua vào là 48 triệu đồng, bán ra là 48.600.000 đồng một lượng. Tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào là 47.800.000 đồng, bán ra là 48.500.000 đồng một lượng. Tại Phú Quý SJC mua vào là 47.800.000 đồng, bán ra là 48.200.000 đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào là 47.800.000 đồng, bán ra là 48.220.000 đồng một lượng. PNG SJC mua vào là 47.400.000 đồng, bán ra là 48.300.000 đồng một lượng. PNG một lượng mua vào là 45.750.000, bán ra là 46.950.000 đồng một lượng. Các thương hiệu vàng khác: Nhẫn SJC 24K mua vào là 45.950.000, bán ra là 46.800.000 đồng một lượng. PNG Nhẫn 24K mua vào là 45.750.000, bán ra là 46.950.000 đồng một lượng. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào là 45.700.000 đồng, bán ra là 46.700.000 đồng một lượng. Nhẫn Tròn Trơn Bảo Tín Minh Châu mua vào là 45.650.000, bán ra là 46.400.000 đồng một lượng. PNG Nhẫn Tròn 24K mua vào là 45.500.000 đồng, bán ra là 46.300.000 đồng một lượng. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào là 45.300.000 đồng, bán ra là 46.100.000 đồng một lượng. PNG Nhẫn Tròn 18K mua vào là 33.480.000,
bán ra là 34.880.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại các tỉnh thành phố: SJC Đà Nẵng mua vào là 47.800.000 đồng, bán ra là 48.470.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào là 47.790.000, bán ra là 48.470.000. Tại Cà Mau mua vào là 47.800.000 đồng, bán ra là 48.470.000 đồng một lượng. SJC Bình Phước mua vào là 47.780.000, bán ra là 48.470.000 đồng một lượng. SJC Huế mua vào là 47.770.000, bán ra là 48.480.000. SJC tại Biên Hòa, miền Tây và SJC Quảng Ngãi mua vào với mức giá là 47.800.000 đồng và bán ra là 48.450.000 đồng một lượng. SJC Đà Lạt mua vào là 47.820.000, bán ra là 48.500.000 đồng một lượng. SJC Long Xuyên mua vào là 47.800.000 đồng, bán ra là 48.470.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại tổ chức Doji Hồ Chí Minh ngày hôm nay niêm yết ở mức giá là 47.750.000 ở chiều mua vào và bán ra là 48.300.000 đồng một lượng. Tại Doji Hà Nội mua vào là 47.750.000, bán ra là 48.250.000 đồng một lượng. Tại hệ thống PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều mua vào ở mức là 47.400.000 đồng, bán ra là 48.300.000 đồng một lượng. Về giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC ngày hôm nay niêm yết ở mức giá như sau: nhẫn 4 số 9 loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ mua vào là 45.950.000, bán ra là 46.800.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 45.500.000 đồng, bán ra là 46.500.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào là 44.540.000, bán ra là 46.040.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào là 33.328.000, bán ra là 35.028.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào là 25.562.000, bán ra là 27.262.000. Vàng nữ trang 10K mua vào là 17.842.000, bán ra là 19.942.000 đồng một lượng. Về tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay, ngày 24 tháng 4, các loại ngoại tệ được niêm yết ở mức giá như sau: đô la Mỹ mua vào là 23.360 đồng, bán ra là 23.570 đồng. Đô la Úc mua vào là 14.530 đồng, bán ra là 15.137 đồng. Đô Canada mua vào là 16.206 đồng, bán ra là 16.882 đồng. Yên Nhật mua vào là 212 đồng, bán ra là 224 đồng. Euro mua vào là 24.790 đồng, bán ra là 26.054 đồng. Franc Thụy Sĩ mua vào là 23.581 đồng, bán ra là 24.565 đồng. Bảng Anh mua vào là 28.300 đồng, bán ra là 29.482 đồng. Nhân dân tệ mua vào là 3.251 đồng, bán ra là 3.388 đồng. Đô của Singapore mua vào là 16.091 đồng, bán ra là 16.762 đồng. Các bạn vừa theo dõi bảng giá vàng và bảng giá ngoại tệ ngày 24 tháng 4 năm 2020. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày làm việc thật là hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo ngày mai.